Pháp hội Tịnh cư Thiên tử. Thứ tư, Hán bộ từ quyển thứ 15 đến hết quyển thứ 16. Hán dịch Tây Tấn Nguyệt Thị Pháp sư Trúc Pháp Hộ. Việt dịch Việt Nam Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe. Một thời kỳ Đức Phật ở thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng câu hội với chư Đại Bồ Tát và chúng tỳ kheo 6 vạn người, thảy đều an trụ nơi vô thượng Bồ Đề. Hàng thanh văn mọi người đều quen biết. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sau giờ ngọ trai nhập tam muội, vì quay thần lực của tam muội ấy nên cõi đại thiên chấn động. Chư Phạm Thiên Đế Thích Hộ Thế Tứ Thiên Dương đồng đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy chân Đức Phật rồi đứng qua một bên. Tịnh cư Thiên tử, Quan Hỷ Thiên tử, Thiện Quan Hỷ Thiên tử, Đại Quan Hỷ Thiên tử, Hiền Quan Hỷ Thiên tử, Thiền Ái Thiên tử, cùng với trời Đâu Xuất, trời Tự Tại, trời Đại Tự Tại, tất cả chư thiên đại chúng đều đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy chân rồi nhất tâm đứng qua một bên. Lúc ấy Tịnh cư Thiên chúng bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các pháp của Bồ Tát giúp thọ tu hành mà chư Phật quá khứ đã nói, xin Đức Thế Tôn diễn nói phân biệt chỉ dạy cho, cũng để làm lợi ích an lạc nhiều chúng sanh, thương xót thế gian, lợi an cho hàng trời người. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, chư Bồ Tát đời sau nghe được pháp này sanh lòng ưa thích, đối với vô thượng Bồ Đề biết đúng như thiệt, chẳng có lòng nghi, rốt ráo an trụ hành bất phóng dật, được khỏi các sự khổ, chẳng còn thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Bạch xong, Tịnh cư Thiên chúng và Đâu Xuất Thiên chúng yên lặng đứng một bên. Lúc ấy có thiên tử tên là Kim Cương Tồi, vì chư thiên chúng nói kệ cầu thỉnh Đức Thế Tôn. Trăm phước đức mãn nên thưa hỏi, trời người kính ái nên thưa hỏi, trụ bất phóng dật nên thưa hỏi, y dương của chúng nên thưa hỏi, pháp cú không lỗi xin diễn nói. Âm thanh tối thắng huệ sáng suốt, hay dứt trăm ngàn những nghi hối, hay phóng quang minh nên thưa hỏi, như mặt nhật hay trừ tối tâm, như mặt nguyệt hay trừ nóng bức, giới quán giới thân hay bình đẳng, những điều khó nhận như đại địa, cũng như nước sạch rửa bụi dơ, như lửa đốt cháy lưới phiền não, tâm ý thanh tịnh nên thưa hỏi, vô ngại biện tài xin diễn nói. Như y sĩ chữa bệnh chúng sanh, như tỳ sa môn nhiều của báo cung cấp cho những kẻ nghèo khổ, như mây trừ được 3 thứ nóng, câu ấy tối thắng mong được nói, như phá gãy tên độc phiền não, phiền não quế nhơ gian dối trá, khéo hay điều phục cho an vui, nhớ thương chúng sanh nên thưa hỏi, tàm quý huệ sáng niềm vững chắc, không gian không tham rời vua dạy, khối đức vô tướng nên thưa hỏi, giận hờn quán ghét đã dứt hẳn, với các chúng sanh vui nhẫn chịu, sắc mặt vui vẻ nhìn chúng sanh, thường hay vui vẻ hỏi han trước, với các chúng sanh tưởng bạn thân, độ các chúng sanh đến bỉ ngạn, chắp tay cung kính nhất tâm thỉnh, đấng thập lực thiện thệ Phật bửu, mong phải giờ dài dứt lòng nghi. Trời người nghe được đạo hạnh này, thấy được các tướng mạo đề nhất, khiến họ biết được đại trường phu. Đức Phật phán dạy: Này Kim Cương Tồi, ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ lấy, sẽ vì ông mà nói. Này Kim Cương Tồi, có 108 tướng trong chiêm bao được thấy, hành giả cần nên biết những gì là 108 tướng. Trong chiêm bao được thấy Đức Như Lai cùng mình nói chuyện, thấy thân Như Lai tốt đẹp, lại thấy Đức Như Lai yên lặng, lại thấy Đức Như Lai che đầu mà ngồi, lại thấy Đức Như Lai ngồi dây lưng lại, lại chiêm bao thấy thân Như Lai màu hồng, lại thấy thân Như Lai như hình vẽ nhiều màu, lại thấy Đức Như Lai đi, lại thấy Đức Như Lai vì người khác thuyết pháp, lại thấy Đức Như Lai dùng thần thông đi trong hư không, lại thấy Đức Như Lai nhập Niết Bàn, lại thấy trà tỳ thân Như Lai, lại chiêm bao thấy được xá lợi của Đức Như Lai, lại thấy được tóc của Như Lai,
Lại chiêm bao thấy tháp báo chưa từng có của Như Lai, lại thấy tháp báo trang nghiêm của Như Lai, lại thấy tháp thần thông của Như Lai. Lại chiêm bao thấy quang minh của Như Lai, lại nghe tiếng của Như Lai mà chẳng thấy thân. Lại chiêm bao thấy thân Như Lai, lại thấy dòng hoa và hương thoa choàng vào Như Lai. Lại chiêm bao thấy Đức Như Lai mặc y dơ bẩn. Lại chiêm bao nghe pháp chưa từng được nghe. Lại chiêm bao thấy mình vì người khác nói pháp chưa từng được nghe. Khi thức giấc không có nói, nhận đến chẳng nhớ. Lại thấy vị pháp sư chưa từng thấy, lại thấy mình ngồi pháp tọa vì người khác đối pháp. Lại chiêm bao thấy được vô quý, lại thấy đạo tràng, lại thấy Đức Như Lai kinh hành, lại thấy Đức Như Lai chuyển pháp luân, lại thấy tháp Đức Như Lai nhập niết bàn. Lại chiêm bao thấy được cái y của Như Lai, lại thấy được cái bát của Như Lai. Lại chiêm bao thấy một mình Như Lai, lại thấy Đức Như Lai có đông người vây quanh, lại thấy cái lòng của Như Lai. Lại thấy đôi giày của Đức Như Lai, lại thấy Đức Như Lai ngồi, lại thấy mình dâng thức ăn cho Đức Như Lai. Lại chiêm bao thấy mình dâng y cho Như Lai, lại thấy mình dâng hoa cho Như Lai. Lại chiêm bao thấy mình đi vào núi, lại thấy mình lõa thể, lại thấy mình đi bốn hướng, lại thấy phương chưa từng có, lại thấy mình đi trong nước đục. Lại chiêm bao thấy trời kéo mây tuôn mưa, lại thấy đại địa xoay. Lại chiêm bao thấy mình đi giữa đàn lan sói chồn treo. Lại thấy mình có bệnh, lại thấy mình té núi không chỗ dình níu. Lại chiêm bao thấy mình bị trói đem giết. Lại thấy đi trong dao gươm, lại thấy mình đi trong hư không, lại thấy mình cầm đuốc cháy. Lại chiêm bao thấy Bồ Tát ra khỏi cung dược thành. Lại chiêm bao thấy được kinh. Lại chiêm bao nghe tiếng Đà La Ni. Lại nghe tiếng Tam Muội. Lại chiêm bao nghe tiếng kinh Phương Quảng. Lại chiêm bao nghe tiếng pháp sư ấy. Lại chiêm bao thấy trong chiêm bao được bài kệ. Lại thấy trong chiêm bao được kinh pháp. Lại thấy được nghe tiếng pháp tạng. Lại thấy được nghe tên Phật ở thế giới khác. Lại thấy được nghe tên Bồ Tát ở cõi khác. Lại thấy mình đi vào trong biển. Lại thấy mình gom góp châu báu. Lại thấy mình ở đỉnh núi Tu Di. Lại thấy mình lên núi. Lại thấy mình lên đến đỉnh núi. Lại thấy mình lên trên cây. Lại thấy rồng voi. Lại thấy mình cởi voi. Lại thấy mình cởi ngựa. Lại thấy mình phát thệ nguyện chân thiệt. Lại chiêm bao thấy cây có trái. Lại chiêm bao thấy cây có hoa. Lại chiêm bao thấy tòa thành chưa từng thấy. Lại chiêm bao thấy ao A Nậu. Lại chiêm bao thấy chư thiên. Lại chiêm bao thấy rồng. Lại thấy mình đi ở chim phù đề khác. Lại tự thấy mặt bạch y. Lại thấy đầu mình đội tràng báo. Lại thấy dòng hoa ở trên đầu mình. Lại thấy mình hốt lấy hoa rời để rải. Lại thấy mình đánh trống và người khác trỗi nhạc. Lại chiêm bao thấy nhật thực, nguyệt thực. Lại thấy mình lấy đồ bất tịnh tự thoa vào thân mình. Lại thấy mình làm vua. Lại thấy mình làm phụ tướng của vua đi trong đại chúng. Lại thấy mình ngồi xe đi vào vườn rừng. Lại thấy địa phương tụ lạc, tăng phường, nhà phòng đại chúng chưa từng thấy. Lại thấy được lòng. Lại thấy mình vì nhiều người mà thuyết pháp. Lại thấy mình vào tụ lạc. Lại thấy mình xây cầu. Lại thấy mình tập hợp ghe thuyền. Lại thấy mây sấm chớp. Lại thấy được đao và mặt giáp. Lại thấy được đồ khí cụ. Lại thấy mình dạy đạo cho chúng sanh. Lại tự thấy vào trong vườn rừng. Lại thấy những đống lúa. Lại thấy mình trị bệnh cho chúng sanh. Lại thấy được nghe tiếng thọ ký. Lại chiêm bao thấy mình giác ngộ đạo lý. Lại thấy được bình đầy. Đó gọi là 108 tướng. Này Kim Cương Tội, nếu chiêm bao thấy Đức Như Lai che đầu mà ngồi, người này trước kia thấy thiện tri thức, tu tập nghiệp lành, thuyết pháp lại gây ra những sự lưu nạn cho thiện tri thức ấy. Người này nay cần phải tâm vô ngại, tu tập những sự kiện cần cho công việc thuyết pháp. Nếu chiêm bao thấy Đức Như Lai ngồi xây lưng lại, người này ngày trước làm lưu nạn với người xuất gia, gây lưu nạn cho người nghe pháp. Nay người này cần phải siêng sắp đặt chỗ ngồi thuyết pháp, khuyến khích nhiều người nghe pháp thì trừ được nghiệp chướng ấy. Đó là tướng đầu của bậc thất địa, cũng là tướng của các bậc từ sơ địa đến thất địa. Nếu chiêm bao thấy tượng Phật bằng đất hồ, đây là tướng sơ địa của hàng Bồ Tát. Người này trước kia có lúc chê bai pháp sư thuyết pháp, người này nay phải ở trước kinh và tượng Phật hoặc tháp Phật, dùng tâm vô ngại, đầu đội đèn cúng dường để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu thấy tượng Phật vẽ, đây là thấy tướng trong các bậc ngũ địa Bồ Tát, người này nên đem hương qua cúng dường tượng Phật. Nếu thấy cúng dường Phật tượng, đó là thấy tướng của các bậc lục địa Bồ Tát. Nếu chiêm bao thấy Đức Như Lai đi, người này phải siêng tu tinh tấn,
học tập, đọc tụng, đấy là tướng của bậc Tam Địa Bồ Tát. Người này phải thường làm pháp thí, lại phải quét tháp Phật, phá trừ kiêu mạn, dùng dây để trừ sạch nghiệp chướng. Chiêm bao thấy các vị Bồ Tát đến chỗ Đức Phật, đó là tướng gì? Thấy Đức Như Lai hướng đến chỗ ăn, đây là tướng sơ địa. Thấy Đức Như Lai hướng đến chỗ kinh hành, đây là tướng nhị địa. Thấy Đức Như Lai hướng đến chỗ thuyết pháp, đây là tướng tam địa. Thấy Đức Như Lai ngồi yên lặng, đây là tướng tứ địa. Thấy Đức Như Lai ngồi chỗ vắng vẻ, đây là tướng ngũ địa. Thấy Đức Như Lai ngâm dịnh, đây là tướng lục địa. Thấy Đức Như Lai chạy mau, đây là tướng thất địa. Thấy Đức Như Lai hiện thần thông, đây là tướng bát địa. Thấy Đức Như Lai biến hóa đi, đây là tướng cửu địa. Thấy Đức Như Lai đang đi, ngoái ngó lại, cùng nói pháp không, đây là tướng bậc thập địa Bồ Tát. Này Kim Cương Tội, nếu chiêm bao tự biết mình vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng biết pháp được thuyết, đây là tướng nhị địa. Người này sau lúc Đức Như Lai nhập Niết Bàn, chê bai pháp sư thuyết pháp mà chẳng tự biết lỗi. Người này nên tìm thiện trí thức để cúng dường, lắng nghe pháp lành, chẳng tìm lỗi của pháp sư, dùng dây để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chiêm bao nghe Phật nói về bố thí, đây là tướng sơ địa. Nghe Phật nói trì giới, đây là tướng nhị địa. Nghe Phật nói nhẫn nhục, đây là tướng tam địa. Nghe Phật nói tinh tiến, đây là tướng tứ địa. Nghe Phật nói thiền, đây là tướng ngũ địa. Nghe Phật nói bát nhã, đây là tướng lục địa. Nghe Phật nói đại bi, đây là tướng thất địa. Nghe Phật nói vô ngại, đây là tướng bát địa. Nghe Phật nói tam muội, đây là tướng cửu địa. Nghe Phật nói thành tựu trí lực, đây là tướng thập địa. Lại này Kim Cương Tội, trong chiêm bao thấy Đức Phật dùng thần thông đi trong hư không, đây là tướng thất địa. Nghe Phật thọ ký, người này phải thường tôn trọng tu tập yên lặng, thành tựu pháp nhẫn thầm thâm. Được như vậy thì mau thành chánh giác. Thấy Đức Như Lai ở trong hư không, đây là tướng sơ địa. Thấy Như Lai ăn, đây là tướng nhị địa. Thấy quang minh của Phật, đây là tướng tam địa. Thấy Phật thuyết pháp, đây là tướng tứ địa. Thấy Phật hiện thần thông, đây là tướng ngũ địa. Thấy Phật nhập tam muội, đây là tướng lục địa. Thấy Phật phóng quang đi lại trong hư không, đây là tướng thất địa. Lại này Kim Cương Tội, nếu chiêm bao thấy Đức Phật chập Niết Bàn, người này đời trước quỷ bán chánh pháp, xuất gia cầu lợi, vua dối. Nay người này phải xuyên cúng dường tam bảo, phụng thí người thuyết pháp. Ngày ba thời nhất tâm tinh tiến như vậy, để trừ sạch nghiệp chướng, thấy những tướng của các bậc ngũ địa trước. Nếu chiêm bao thấy Trà Tỳ Thân Như Lai, đây là tướng sơ địa. Người này đời trước là ác khẩu tri thức, thấy người quỷ bán chánh pháp mà tùy hỷ. Người này phát tâm Bồ Đề chẳng được lâu. Người này phải cầm đèn ở trước người thuyết pháp, hoặc ở trước tháp Phật, nhất tâm sám hối trong 7 ngày 7 đêm. Mỗi ngày ba thời khuyên mọi người nghe pháp, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Lại này Kim Cương Tội, chiêm bao thấy được xá lợi của Như Lai, đây là tướng tam địa Bồ Tát. Chiêm bao thấy gần gũi Đức Như Lai, nghe thọ ký được độ, đây là tướng những địa khác. Chiêm bao thấy được tóc của Như Lai, đây là tướng sơ địa. Thấy được móng của Như Lai, đây là tướng nhị địa. Thấy được xá lợi của Phật, đây là tướng tam địa. Thấy được răng của Phật, đây là tướng tứ địa. Thấy được răng nanh của Phật, đây là tướng ngũ địa. Thấy được bạch hào của Phật, đây là tướng lục địa. Thấy được tay của Phật, đây là tướng thất địa. Thấy được mão của Phật, đây là tướng bát địa. Thấy Trà Tỳ Thân Như Lai mà toàn thân chẳng tan rã, đây là tướng cửu địa. Thấy toàn thân của Như Lai, đây là tướng thập địa. Lại này Kim Cương Tội, chiêm bao thấy được tóc của Như Lai chẳng tan rời, đây là tướng cửu địa Bồ Tát. Chiêm bao thấy ở trước Phật thọ Bồ Đề ký thì trừ được nghiệp chướng sanh tử. Thấy được tóc của Phật lúc còn tại gia, đây là tướng sơ địa. Thấy được tóc của Phật lúc đã xuất gia, đây là tướng nhị địa. Thấy ở trong chợ được tóc của Phật, đây là tướng tam địa. Thấy ở trong thành được tóc của Phật, đây là tướng tứ địa. Thấy ở thành nội được tóc của Phật, đây là tướng ngũ địa. Thấy ở thành ngoại được tóc của Phật, đây là tướng lục địa. Thấy ở trong giường nhà được tóc của Phật, đây là tướng thất địa. Thấy ở trên xe được tóc của Phật, đây là tướng bát địa. Thấy ở hư không được tóc của Phật, đây là tướng cửu địa. Thấy ở trong tam muội được tóc của Phật,
đây là tướng thập địa. Lại này kim cương tồi, chiêm bao thấy tháp Phật, đây là tướng nghiệp chướng ích, có chút ít ma nghiệp. Nếu gần gũi thiện hữu, khéo hiểu pháp, nhẫn được Đà La Ni, đây là tướng của tất cả mười địa. Thấy tháp Phật bằng đất, đây là tướng sơ địa. Thấy tháp Phật bằng đá, đây là tướng nhị địa. Thấy tượng Phật bằng đất bằng đá, đây là tướng tam địa. Thấy tháp Phật có lan can, đây là tướng tứ địa. Thấy tháp Phật có cột đá bao quanh, đây là tướng ngũ địa. Thấy tháp Phật lợp bằng vàng, đây là tướng lục địa. Thấy tháp Phật bằng bảy báo, đây là tướng thất địa. Thấy lưới linh báo che trùm trên tháp Phật, đây là tướng bát địa. Tướng thấy này nếu mới lên thất địa mà thấy thì là nghiệp ma của chánh giác, còn nếu cửu địa và thập địa mà thấy thì là thấy chẳng điên đảo. Lại này kim cương tồi, chiêm bao thấy tháp Phật trang nghiêm, chẳng bao lâu giác ngộ Đà Bồ Đề, được chư thiên nhớ tưởng. Đây là tướng của Bồ Tát Đề Bát Địa. Chiêm bao thấy tháp thần thông của Như Lai, đời này sẽ sạch hết nghiệp chướng. Đây là tướng của Bồ Tát Đề Bát Địa. Nếu Bồ Tát tưởng nhớ, đây nên rời ác tri thức, nên sơ trụ thì tu tập tính tâm, nhị trụ thì tu tập trí, tam trụ địa thì tu tập nhiều về tính giải, tứ trụ địa đã lâu tu hành, ngũ trụ địa tu tịnh tính giải, lục trụ địa tu tập tâm bình đẳng, thất trụ địa hiểu đệ nhất nghĩa, đệ bát địa tu tập trang nghiêm Phật độ, cửu địa thì thọ trì, thập địa thì chẳng điên đảo. Nếu an trụ các trụ địa khác thì nên biết đó là ma nghiệp. Nếu là người đệ thất trụ địa thì chẳng thể khi dối được, nhưng không có thiện xảo phương tiện. Lại này kim cương tồi, nếu chim bao nghe tiếng nói của Như Lai mà chẳng thấy thân hình, đây là tướng tứ địa Bồ Tát. Bởi an trụ bực tự tại địa phá hoại chúng sanh thấy Phật địa, xuất gia mà vua dối thuyết pháp, người này phải ngày ba thời, đêm ba thời tu tập tâm thanh tịnh để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chim bao thấy cúng dường Đức Như Lai, đây là tướng sơ địa dẫn đến cửu địa Bồ Tát. Bồ Tát như vậy có thể thành tựu Đà La Ni, được chư Phật hộ niệm. Bồ Tát này nên tu tập tâm bình đẳng, được như vậy sẽ mau thành đạo quả vô thượng. Nếu chim bao thấy đứng cúng dường Đức Như Lai, đây là tướng của sơ địa Bồ Tát. Nếu thấy ngồi cúng dường Phật, đây là tướng nhị địa. Nếu thấy trang nghiêm cúng dường Phật, đây là tướng tam địa. Nếu thấy cùng quyến thuộc đồng cúng dường Phật, đây là tướng tứ địa. Thấy cùng chúng đông đồng cúng dường Phật, đây là tướng ngũ địa. Thấy cùng quyến thuộc và chúng đông đồng cúng dường Phật, đây là tướng lục địa. Thấy tất cả trang nghiêm thành tựu cúng dường Phật, đây là tướng thất địa. Thấy ca ngợi cúng dường Phật, đây là tướng bát địa. Thấy hiện thần thông cúng dường Phật, đây là tướng cửu địa, biết rõ tất cả ma sự. Lại này kim cương tồi, nếu chim bao thấy mình đem vòng hoa và bột hương chiên đàn cúng dường tháp Phật, đây là thấy tướng của sơ địa đến ngũ địa. Đây là lúc trước ít thực hành bố thí ba la mật, sau khi thức chất nhớ lấy tướng ấy sanh trưởng tâm bố thí, đây là tướng sơ địa. Sanh trưởng tâm trì giới, đây là tướng nhị địa. Sanh trưởng tâm nhẫn dục, đây là tướng tam địa. Sanh trưởng tâm tinh tiến, đây là tướng tứ địa. Sanh trưởng tâm thiền, đây là tướng ngũ địa. Sanh trưởng tâm vô ngại, mau khắp đến tất cả bậc bất thối chuyển địa. Lại này kim cương tồi, chim bao thấy Đức Như Lai mặc y dơ bẩn, người này có diệu pháp chứng. Nếu là Bồ Tát đến bậc thành tựu thì trong chim bao ít khi chim bao thấy thọ báo. Chim bao thấy nghe pháp chưa từng được nghe, người này từng cúng dường nhiều đức Phật, nhiều đời làm thầy thuyết pháp. Đây là nói thấy tứ sơ địa đến thất địa, đây là tu hành đúng như lời Phật dạy, đây là mau giác ngộ đạo Bồ Đề. Nếu nghe Đức Phật nói nhiều pháp, đây là tướng sơ địa. Nếu nghe rồi có quan niệm thắc mắc, còn muốn được nghe Đức Phật nói lại, đây là tướng nhị địa. Nếu nghe rồi dứt hết lòng nghi, đây là tướng tam địa. Nếu nghe Đức Phật nói Đà La Ni, đây là tướng tứ địa. Nếu nghe nói tướng hảo của Phật, đây là tướng ngũ địa. Nếu nghe Phật nói để dứt nghĩa đế, đây là tướng lục địa. Nếu nghe Phật nói tất cả pháp, đây là tướng thất địa. Tướng các địa như vậy nên biết. Lại này kim cương tồi, nếu chim bao thấy được pháp chưa từng học, học xong chẳng quên chẳng mất, chẳng thấy hoặc quên mất, người này đời trước vì tâm lợi dưỡng chẳng thanh tịnh mà thuyết pháp,
nay phải dùng tâm thanh tịnh cung cấp giúp thủ người học đạo, dùng tâm chẳng vui dạy tìm cầu tất cả vật dụng cung cấp cho người thuyết pháp, người học đạo, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chiêm bao nghe pháp chẳng quên, đây là tướng sơ địa. Nếu thức dậy quên mất, đây là tướng nhị địa. Do đây mà biết nghiệp ma, nghiệp chướng. Lại này kim cương tội, chiêm bao thấy vị pháp sư chưa từng thấy, người này được chư Bồ Tát nhớ tưởng ít nghiệp chướng. Cứ theo chỗ được thấy mà biết là thấy tướng từ sơ địa đến lục địa Bồ Tát. Nếu thấy pháp sư ấy nói kệ chẳng nói kinh, đây là tướng sơ địa. Nếu thấy nói kinh, đây là tướng nhị địa. Nếu thấy nói kinh và nói kệ, đây là tướng tam địa. Nếu thấy nói các thứ pháp, đây là tướng tứ địa. Nếu thấy nói pháp thầm thâm, đây là tướng ngũ địa. Nếu thấy nói pháp vô ngại, đây là tướng lục địa. Này kim cương tồn, nếu kim bao thấy mình ngồi pháp tòa thuyết pháp, người này đời trước đã từng vì Đức Phật mà trải dọn pháp tòa. Người này là pháp khí, pháp nhẫn thầm thâm. Đây là tướng các địa từ sơ đến bát địa. Nếu chiêm bao thấy mình ngồi pháp tòa thích thuyết pháp, đây là tướng sơ địa. Nếu thấy chẳng phải thích thuyết pháp, đây là tướng nhị địa. Nếu thấy nhẫn thích thuyết pháp, đây là tướng tam địa. Nếu thấy không biện thuyết, đây là tướng tứ địa. Nếu thấy thuyết phàm phu giới, đây là tướng ngũ địa. Nếu thấy thuyết thanh văn giới, đây là tướng lục địa. Nếu thấy thuyết Bồ Tát giới, đây là tướng thất địa. Nếu thấy thuyết Phật giới, đây là tướng bát địa. Lại này kim cương tồn, nếu trong chiêm bao tự thấy biết mình được vô quý, Bồ Tát này đã qua khỏi tất cả nghiệp chướng, đã quá bát địa, thấy các chỗ của cửu địa. Nếu chiêm bao thấy mình được vô sở quý, có nói ra được mọi người thích nghe, đây là thấy tướng sơ địa. Nếu chiêm bao thấy được vô sở quý, thuyết pháp được tài vật, đây là thấy tướng nhị địa. Nếu thấy được pháp lợi vô sở quý, đây là thấy tướng tam địa. Nếu thấy thiện tri thức vô quý, đây là tướng đệ tứ địa. Nếu thấy tư duy thiện tâm vô quý, đây là thấy tướng ngũ địa. Nếu thấy được thân an lạc vô quý, đây là thấy tướng lục địa. Nếu thấy tâm an lạc vô quý, đây là thấy tướng thất địa. Nếu thấy được thần thông vô quý, đây là thấy tướng bát địa. Nếu thấy được thọ ký vô quý, đây là thấy tướng cửu địa. Lại này kim cương tồn, nếu chiêm bao thấy đạo tràng, Bồ Tát này thuần thiện tâm hướng đạo bất thối chuyển, đây là thấy các tướng của thập địa. Nếu chiêm bao thấy đạo tràng chẳng thấy cây, đây là tướng sơ địa. Nếu chiêm bao thấy cây đạo tràng chẳng thấy Bồ Tát, đây là tướng nhị địa. Nếu thấy nhiều cây bao quanh, đây là tướng tam địa. Nếu thấy lá cây đầy đủ trọn vẹn, đây là tướng tứ địa. Nếu thấy tất cả lá cây đều đầy đủ, đây là tướng ngũ địa. Nếu thấy trái cây trọn vẹn, đây là tướng lục địa. Nếu thấy trải pháp tòa, đây là tướng thất địa. Nếu thấy người dây quanh, đây là tướng bát địa. Nếu thấy rồng dây quanh, đây là tướng cửu địa. Nếu thấy chư thiên dây quanh tán qua, nghe tiếng hoan hỷ, đây là tướng thập địa. Lại này kim cương tồn, nếu chiêm bao thấy Đức Như Lai kinh hành, Bồ Tát này phải siêng tu tinh tiến, siêng bố thí, an ủi quyến thuộc, chẳng tìm lỗi của họ. Người này chiêm bao thấy các tướng của thất địa Bồ Tát. Nếu chiêm bao thấy Phật kinh hành chỗ đất chẳng sạch, đây là tướng sơ địa. Nếu thấy Phật kinh hành chỗ đất sạch sẽ, đây là tướng nhị địa. Nếu thấy Đức Phật trải tòa kinh hành, đây là tướng tam địa. Nếu thấy Đức Phật ngồi lại, đây là tướng tứ địa. Nếu thấy có cây bao quanh, đây là tướng ngũ địa. Nếu thấy có tán hoa, đây là tướng lục địa. Nếu thấy có che trên pháp tòa cao, đây là tướng đệ thất địa Bồ Tát. Lại này kim cương tồn, nếu chiêm bao thấy Đức Như Lai chuyển pháp luân, đây là người ở bậc bất thối chuyển, thấy các tướng của thất địa Bồ Tát, đã sạch các nghiệp chướng. Nếu chiêm bao thấy Đức Phật ngồi, đây là thấy tướng sơ địa. Nếu thấy Đức Phật trải pháp tòa, đây là thấy tướng nhị địa. Nếu thấy trải pháp tòa nhiều màu, đây là tướng tam địa. Nếu thấy tán hoa trên pháp tòa, đây là tướng tứ địa. Nếu thấy các châu báu che lợp trên pháp tòa cao, đây là tướng ngũ địa. Nếu nghe tiếng ca ngâm khen ngợi trong hư không, đây là tướng lục địa. Nếu thấy lộng trắng và lưới châu báu che phía trên, đây là thấy tướng thất địa. Lại này kim cương tồn, nếu chiêm bao thấy tháp Phật nhập niết bàn, Bồ Tát này thấy các tướng bát địa, gần đạo quả vô thường, nghiệp chướng ít. Nếu thấy bụi đất bám vào tháp, đây là thấy tướng sơ địa.
Nếu thấy tháp sạch sẽ không bụi, đây là thế tướng nhị địa. Nếu trên tháp có cỏ mọc, đây là tướng tam địa. Nếu thấy cỏ xanh trùm trên tháp, đây là tướng tứ địa. Nếu thấy các cây hoa bao quanh tháp, đây là tướng ngũ địa. Nếu thấy các cây hoa cây quả bao quanh tháp, đây là tướng lục địa. Nếu nhiều hàng chúng sanh vây quanh, đây là tướng thất địa. Nếu thấy phan lộng trang nghiêm tháp Phật, đây là tướng bát địa. Lại này kim cương tội, nếu chiêm bao thấy được y của Như Lai, Bồ Tát này thấy các tướng từ sơ địa đến bát địa, nghiệp chướng ít. Bồ Tát này phải siêng tu để thành tựu trí niệm Phật. Nếu thấy được y dơ bẩn của Như Lai, đây là thế tướng sơ địa. Nếu thấy được y sạch sẽ của Như Lai, đây là thế tướng nhị địa. Nếu thấy được y của Như Lai nhuộm sông, đây là thế tướng tam địa. Nếu thấy được y của Như Lai đập nền sông, đây là thế tướng tứ địa. Nếu thấy được y phóng quang của Như Lai, đây là thế tướng ngũ địa. Nếu thấy được một cái y của Như Lai, đây là thế tướng lục địa. Nếu thấy được ba cái y của Như Lai, đây là thế tướng thất địa, tướng tinh tiến, tướng chẳng tinh tiến. Bồ Tát này trừ má nghiệp mà có còn chỗ nghi. Lại này kim cương tội, chiêm bao thấy được bát của Như Lai, Bồ Tát này được Phật hộ niệm, đây là thế tướng từ sơ địa đến bát địa Bồ Tát. Bồ Tát này là pháp khí văn huệ, tu trí nhẫn không nghiệp chướng, như vậy là thẳng đến đạo vô thường. Nếu thấy được Phật bát dơ không sạch, đây là thế tướng sơ địa. Nếu thấy được Phật bát không và sạch sẽ, đây là tướng nhị địa. Nếu thấy được Phật bát đầy thức ăn, đây là thấy tướng tam địa. Nếu thấy được bát Phật đầy hoa, đây là tướng tứ địa. Nếu thấy được bát Phật đầy quả, đây là tướng ngũ địa. Nếu thấy được bát Phật đầy cơm, đây là tướng lục địa. Nếu thấy được bát Phật đầy hương, đây là thấy tướng thất địa. Nếu thấy được bát Phật đầy dòng hoa và hương, đây là thấy tướng bát địa. Nếu thấy được y và bát của Phật, đây là thấy tướng cửu địa. Nếu thấy ở trên hư không được bát Phật, đây là thấy tướng thập địa. Bồ Tát này phải biết rõ ma nghiệp để trừ nghiệp chướng, lúc ban sơ phát tâm chẳng siêng tu. Lại này kim cương tội, nếu chiêm bao thấy một đức Như Lai, người này phải ở yên tĩnh, chuyên tu không tâm muội. Người này có nghiệp chướng tạp của bát địa, phải siêng tu tâm thanh tịnh. Lại này kim cương tội, nếu chiêm bao thấy thân Như Lai ở trong chúng đông, Bồ Tát này phải ưa thích nhiếp thủ nhiều người. Bồ Tát này thấy tướng của các địa, phải siêng tinh tiến hành đạo. Nếu thấy các hàng cư sĩ vây quanh Như Lai, đây là thế tướng sơ địa. Nếu thấy quan liêu quyến thuộc của vua vây quanh Như Lai, đây là thế tướng nhị địa. Nếu thấy hàng bà la môn vây quanh Như Lai, đây là thế tướng tam địa. Nếu thấy vua vây quanh Như Lai, đây là thế tướng tứ địa. Nếu thấy rồng vây quanh Như Lai, đây là tướng ngũ địa. Nếu thấy tứ đại thiên vương vây quanh Như Lai, đây là tướng lục địa. Nếu thấy thiên đế thích vây quanh Như Lai, đây là tướng thất địa. Nếu thấy phạm thiên vây quanh Như Lai, đây là thế tướng bát địa. Nếu thấy tịnh cư thiên vây quanh Như Lai, đây là thế tướng cửu địa. Nếu thấy chư Bồ Tát vây quanh Như Lai, đây là thế tướng thập địa. Bồ Tát này trừ được ma nghiệp. Lại này kim cương tội, chiêm bao thấy được lòng của Như Lai, Bồ Tát này ở bực tối hậu thấy các tướng của các địa Bồ Tát, hiểu ma nghiệp và tạp nghiệp, cầu lợi dưỡng mau xu hướng đạo vô thượng. Nếu thấy được lòng bằng lá cây, bằng cỏ, đây là thế tướng sơ địa. Thấy lòng bằng trúc, đây là thế tướng nhị địa. Thấy lòng bằng vỏ cây hoa, đây là thế tướng tam địa. Thấy lòng lớn, đây là thế tướng tứ địa. Thấy lòng bằng sắc lá, đây là thế tướng ngũ địa. Thấy lòng bằng đồng, đây là thế tướng lục địa. Thấy lòng bằng vàng, đây là thế tướng thất địa. Thấy lòng bằng bảy báo, đây là thế tướng bát địa. Thấy lòng có lưới linh rủ thòng xuống, đây là thế tướng cửu địa. Bồ Tát này nên biết ma nghiệp thuộc lục địa. Lại này kim cương tội, chiêm bao thấy dày da của Như Lai là thế tất cả tướng của thập địa. Bồ Tát này phải siêng tinh tiến tu tập xu hướng đạo Bồ Đề. Bồ Tát này thuộc về hàng được thọ ký. Nếu đến trong thôn xóm thấy dày Phật, đây là thế tướng sơ địa. Trong tăng phòng thấy dày Phật, đây là tướng nhị địa. Trong vườn nhà thấy dày Phật, đây là tướng tam địa. Chỗ kinh hành thấy dày Phật, đây là thế tướng tứ địa. Trong phòng thấy dày Phật, đây là thế tướng ngũ địa. Trong chỗ tọa thiền thấy dày Phật, đây là thế tướng lục địa. Trong nước sông thấy dày Phật, đây là thế tướng thất địa. Trong núi thấy dày Phật, đây là thế tướng bát địa.
trên hư không thấy dạy Phật, đây là thế tướng cửu địa. Nếu chiêm bao thấy thần thông biến hóa thấy dạy Phật, đây là tướng thập địa. Bồ Tát này trừ được ma nghiệp. Lại này Kim Cương Tồn, chiêm bao thấy Phật ngồi, Bồ Tát này thấy các tướng từ sơ địa đến lục địa. Bồ Tát này phải thích tu hạnh tịch tịnh, ít nghiệp chướng chưa thành tựu công hạnh. Chiêm bao thấy Phật không trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng sơ địa. Thấy Phật trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng nhị địa. Thấy Phật hiển hiện trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng tam địa. Thấy Phật trải các pháp tòa để ngồi, đây là thấy tướng tứ địa. Thấy Phật trải pháp tòa xong xuôi, đây là thấy tướng ngũ địa. Thấy Phật trải pháp tòa tốt, đây là tướng lục địa. Bồ Tát này phải biết rõ ma nghiệp. Lại này Kim Cương Tồn, chiêm bao thấy dâng thức ăn cho Như Lai, đây là thế tướng sơ địa đến thất địa. Bồ Tát này phải siêng tinh tiến tu tập xu hướng đạo Bồ Đề. Bồ Tát này ít nghiệp chứng. Thấy Phật vào nhà đứng mà dâng ăn, đây là thế tướng sơ địa. Thấy Phật ngồi trong nhà mà dâng ăn, đây là thế tướng nhị địa. Thấy Phật đứng ngoài ngõ mà dâng ăn, đây là thế tướng tam địa. Thấy Phật ở trong chợ mà dâng ăn, đây là thế tướng tứ địa. Thấy Phật ở tại cửa thành mà dâng ăn, đây là thế tướng ngũ địa. Thấy Phật ở trong tăng phòng mà dâng ăn, đây là thế tướng lục địa. Thấy Phật ở trong phòng mình mà dâng ăn, đây là thế tướng thất địa, trừ ma nghiệp. Lại này Kim Cương Tồn, chiêm bao thấy mình dâng y cho Như Lai, đây là thế tướng từ sơ địa đến bát địa. Bồ Tát này phải siêng tu vô tướng tam muội, xu hướng Bồ Đề. Thấy lòng cung kính dâng y cho Phật, đây là thế tướng sơ địa. Thấy dâng y trắng cho Phật, đây là thế tướng nhị địa. Thấy dâng y nhuộm rồi cho Phật, đây là thế tướng tam địa. Thấy dâng y nhiều màu cho Phật, đây là thế tướng tứ địa. Thấy dâng y màu hoàng kim cho Phật, đây là thế tướng ngũ địa. Thấy dâng y thất bửu cho Phật, đây là thế tướng lục địa. Thấy dâng y màu thất bửu cho Phật, đây là thế tướng thất địa. Thấy dâng thiên y cho Phật, đây là thế tướng bát địa. Lại này Kim Cương Tồn, chiêm bao thấy mình dâng hoa cho Như Lai, đây là thấy các tướng từ sơ địa đến lục địa. Bồ Tát này nhiều nghiệp chướng, thiện căn khó sanh. Nếu chiêm bao thấy dâng hoa Mạng Đà La cho Phật, đây là thấy tướng sơ địa. Thấy tán hoa dâng Phật, đây là tướng nhị địa. Thấy đem các thứ hoa nhiều màu dâng Phật, đây là tướng tam địa. Thấy đem hoa đặt trên mình Phật, đây là tướng tứ địa. Thấy mình cầm hoa đặt vào tay Phật, đây là tướng ngũ địa. Thấy đem thiên hoa dâng Phật, đây là tướng lục địa, trừ ma nghiệp, trừ hai thứ nghi hối của người mới hành đạo. Lại này Kim Cương Tồn, nếu chiêm bao thấy vào núi, trong lòng sanh nghi ngờ, sanh quỷ bán, phải biết người này nhiều nghiệp chướng, nhiều bệnh đau đớn, ít trí huệ. Người này phải phát khởi lòng không nghi ngờ đối với tất cả chúng sanh, dùng tâm này xu hướng Bồ Đề. Lại này Kim Cương Tồn, chiêm bao thấy mình lõa thể, phải biết mình không nghiệp chướng, đây là thấy tướng sơ địa. Thấy ở trong thành tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng nhị địa. Thấy ở nơi A Lan Nhã tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng tam địa. Thấy ở trong núi tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng tứ địa, phải biết ma nghiệp. Lại này Kim Cương Tồn, nếu chiêm bao thấy mình đi qua bốn hướng đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, đây là thấy tướng sơ địa. Người này bỏ thiện tri thức, ít trí huệ, giải đãi nhiều lo, nhiều não, bị nhiều người cười, nhiều bệnh đau đớn, tâm nhiều cuồng điên. Vì tu thiện căn mà cầu xuất gia, rồi trở lại hoàng tục, nghèo khổ, không có của cải, nhiều bệnh. Vì lợi dưỡng mà chê bai pháp sư, quỷ bán chánh pháp, chẳng tin chẳng hiểu. Người này phải phát khởi tâm chánh trực trở lại, gần gũi kính mến pháp sư, siêng tu tất cả tâm xả thí vô ngại, xu hướng Bồ Đề. Người này dẫn đến hiểu bậc lục địa, dùng tâm nhu nhuyễn trung thượng để tiêu trừ tội lỗi. Lại này Kim Cương Tồn, chiêm bao thấy đi qua phương chưa từng thấy, đây là thấy các tướng tam địa. Người này có nghiệp chướng ma nghiệp, phải siêng tu căn thanh tịnh, cúng dường tam bảo, thấy tướng sơ địa. Nếu siêng tu không, thấy tướng nhị địa. Nếu tu pháp nhẫn, thấy tướng tam địa. Nhẫn đến an trụ lục địa, tự biết Bồ Tát này là người từ sơ địa ra, có nhiều thiện căn, cũng có nhiều bất thiện căn. Người này xả mạng, chẳng sinh lòng sầu não, bỏ ác tri thức, gần gũi người tin hiểu biết chánh pháp, không gian ngụy.
Như vậy thì trừ sạch được nghiệp chướng. Nếu là người vì lòng gian trá mà trộm phát, thì phải thường gần gũi thiện tri thức. Người này chiêm bao thấy mình đi trong nước đục, đây là thế tướng sơ địa. Thấy mình đi trong bọt nước đục, đây là thế tướng nhị địa. Thấy mình ở trong nước sâu mà đi, đây là thế tướng tam địa. Thấy mình đi trong nước cạn, đây là thế tướng tứ địa. Thấy mình đi trong nước trong, đây là thế tướng ngũ địa. Lại này kim cương tồn, chim bao thấy nổi mây tuôn mưa, đây là thế tướng từ sơ địa đến thất địa. Bồ Tát này nhiều ba nghiệp, vì dùng sức tự tại mà quấy phá pháp sư. Đời trước xuất gia vì lợi dưỡng mà quở rầy pháp sư. Nếu pháp sư theo pháp khuyên sám hối, lại thường chống trái lời dạy bảo, người này phải siêng tu hành nhẫn nhục, sanh lòng tính giải, rời lìa lợi dưỡng, chuyên làm lợi cho người khác, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chim bao thấy bụi đất mây mưa, đây là thấy tướng sơ địa. Thấy mây đen, đây là thấy tướng nhị địa. Thấy mây cuồn cuộn, đây là thấy tướng tam địa. Thấy mây sấm nổ, đây là thấy tướng tứ địa. Thấy mây chớp kinh sợ, đây là thấy tướng ngũ địa. Thấy mưa đá, đây là thấy tướng lục địa. Ma nghiệp thuộc mỗi địa nên biết. Lại này kim cương tồi, nếu chim bao thấy đất lay động, đây là thấy tướng sơ địa. Người này từ lâu thực hành sơ nghiệp, nhiều sơ nghiệp, nhiều chướng sơ nghiệp làm khủng bố chúng sanh. Người này phải tu hạnh vô quý, ban bố cho chúng sanh giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu chim bao thường thấy đất lay động, đây là thấy tướng sơ địa sơ nghiệp. Thấy đất lay phá thành trì, đốt cháy nhân chúng, đây là thấy tướng nhị địa. Thấy đất lay động thiệt lâu, đây là thấy tướng tam địa. Thấy mình phát thệ nguyện chân thiệt, đây là thấy tướng tứ địa, ngũ địa, lục địa. Thấy siêng tu tổng trì, đây là thấy tướng thất địa. Thấy chư thiên đại quay đức đều đến hội hợp, đây là tướng bát địa. Thấy các rồng đến tăng thêm khí lực, đây là thấy tướng cửu địa. Thấy phạm thiên đến, đây là thấy tướng thập địa. Chim bao nghe lời đó bí mật của Như Lai, cõi đất lay động thuộc về tướng các địa nên biết. Lại này kim cương tồi, nếu chim bao thấy mình ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo, đây là thấy tướng nghiệp chướng của tứ địa trở lại, hoặc thấy tướng ma nghiệp của địa trên dẫn đến thất địa. Người này chẳng siêng tu tập nhiếp thủ hàng phục người phi pháp, đời trước vì lợi dưỡng mà chống trái người thuyết pháp, lại gian trá thuyết pháp để tự sanh sống. Người này phải học phương tiện, phải khéo tu sáu ba la mật để trừ sạch nghiệp chướng. Nếu thấy ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo bị giận quở rồi có lòng kinh sợ, đây là thấy tướng sơ địa. Thấy bị dao chém, đây là thấy tướng nhị địa. Thấy bị nắm đất gậy đánh, đây là thấy tướng tam địa. Thấy bị bắn giết, đây là thấy tướng nghiệp chướng ma nghiệp của tứ địa. Lại này kim cương tồi, chim bao tự thấy mình bình, đây là thấy tướng nghiệp chướng của sơ địa nhị địa. Người này trước kia làm nhiều sự gian nan cho thế gian và xuất thế gian, muốn pháp thí nhiều nhưng lại đoạn tuyệt, muốn tài thí nhiều nhưng rồi cũng lại đoạn tuyệt. Người này phải nên cung cấp cho người tu hành chánh pháp, phải tu tâm vô ngại, tâm chẳng phóng dật, tâm chẳng kiêu mạn để tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu thấy bệnh thuộc về tướng các địa khác, phải biết tướng ba nghiệp. Lại này kim cương tồi, chim bao thấy té núi không nơi nương dựa. Người này đời trước ở nơi tâm lành lại chuyên gian trá, nhiều chẳng tin hiểu, nhiều nghiệp chướng, ma nghiệp tăng thành, thân tâm kém yếu, thọ pháp mau được nhưng lại quên mất, sanh tâm dục lạc giữa chừng buông bỏ, hoặc thấy của nhiều mà bỏ lìa, hoặc thấy Phật pháp mà bỏ lìa, bỏ lìa nhẫn nhục, gần gũi ác hành, chẳng gần pháp lành. Ở bên người sâu tính giải mà chẳng sanh tính giải. Người này thấy tướng nghiệp chướng của sơ địa, nhị địa. Nếu chim bao thấy mình đi trong núi giao, đây là thấy tướng nghiệp chướng sơ địa. Thấy mình té trong núi đá, đây là thấy tướng nhị địa. Ở địa khác không nghiệp chướng, không ma nghiệp, phải sanh lòng tin. Trong thời gian 3 tháng, ngày 3 thời, đêm 3 thời luôn sám hối, phải quán pháp nhân duyên của thế gian, phải tu hành cúng dường, dùng đây để tiêu trừ nghiệp chướng. Lại này kiếp cương tồi, chim bao thấy mình bị trói đem giết, người này ma nghiệp quá thành, chẳng phải nghiệp chướng. Người này phải tu vô ngại định và tu từ tâm để trừ chướng ấy. Người này thấy tướng nghiệp chướng của sơ địa đến lục địa. Nếu chim bao thấy bị trói tại trong rừng tử thi,
đây là thế tướng ngũ địa. Thế bị trói, có hàng xóm vây quanh, đây là thế tướng lục địa. Ma nghiệp này do gì chẳng siêng tu, phải vì đạo vô thượng mà thiến tu tăng thượng. Lại này kim cương tội, nếu chim bao tự biết mình ở trong chỗ có dao, đây là thế tướng nghiệp chướng của sơ địa đến ngũ địa. Người này nhiều ác nghi thức, nhiều gian nan, đời trước từng ở bậc trên làm khổ người trì giới. Người này phải tu yên tĩnh, không giận hờn, không lòng chướng ngại, chuyên siêng làm lợi cho người để tiêu trừ nghiệp chướng. Chim bao thấy người cầm các thứ dao, tự thấy mình ở trong đó, đây là thế tướng nghiệp chướng của sơ địa. Thấy người cầm một con dao, thấy mình ở trong đó, đây là thế tướng nhị địa. Thấy người cầm gậy gộc, thấy mình ở trong đó, đây là thế tướng tam địa. Thấy người cầm đá, thấy mình ở trong đó, đây là thế tướng tứ địa. Thấy đứng trong nhóm người tay không, đây là thế tướng ngũ địa, tiêu trừ ma nghiệp. Lại này kim cương tội, chim bao thấy mình ở trong hư không, người này ở bậc tính địa được vô sanh pháp nhẫn, người này được chư thiên hộ niệm, người này phải tu quay nghi tốt, phải thường tu tinh tiến, khuyên chúng sanh phát tâm cầu đạo vô thượng. Người này thấy các tướng từ sơ địa đến thất địa. Nếu chim bao thấy mình ở trong hư không đi đứng, đây là thế tướng sơ địa. Thấy ở trong hư không thấy tiên nhân, đây là thế tướng nhị địa. Thấy sa môn, đây là thế tướng tam địa. Thấy rồng, đây là thế tướng tứ địa. Thấy chư thiên, đây là thế tướng ngũ địa. Thấy phàm thiên, đây là thế tướng lục địa. Thấy Bồ Tát hoặc thấy Như Lai, đây là thế tướng thất địa, tiêu trừ ma nghiệp. Lại này kim cương tội, nếu chim bao thấy mình cầm đuốc, đây là thế tướng sơ địa đến ngũ địa. Bồ Tát này phải siêng tu minh huệ, chẳng kể thân mạng, chẳng màng uống ăn, phải hành thiền, chẳng sanh nghi hối, phải tinh tiến như vậy. Nếu trụ sơ địa phải tu đối trì, nếu trụ nhị địa phải tu thiền, nếu trụ tam địa phải tu từ, nếu trụ tứ địa phải tu bi, nếu trụ ngũ địa phải tu xả. Lại nếu trụ sơ địa phải tu niệm Phật để thấy sáng. Nếu trụ nhị địa phải tu phóng giải, nếu trụ tam địa phải tu văn huệ, nếu trụ tứ địa phải tu thọ trì, nếu trụ ngũ địa phải tu không, như vậy thì được trí huệ sáng. Lại này kim cương tội, nếu chim bao thấy Bồ Tát rời cung diệt thành, đây là thế tướng sơ địa đến lục địa. Người này tăng gia tinh tiến, được bất thối chuyển, ở tại hàng được thọ ký vô thượng bồ đề, mau gần đạo vô thượng. Nếu chim bao thấy Bồ Tát đi bộ ra khỏi cung thành, đây là thế tướng sơ địa. Thấy ngồi xe bò đi ra, đây là thế tướng nhị địa. Thấy ngồi xe ngựa đi ra, đây là thế tướng tam địa. Thấy ngồi xe voi đi ra, đây là thế tướng tứ địa. Thấy ngồi xe người kéo mà ra khỏi cung thành, đây là thế tướng ngũ địa. Thấy ngồi xe đi trong hư không mà ra, đây là thế tướng lục địa, tiêu trừ ma nghiệp. Lại này kim cương tội, nếu chim bao thấy được kinh, đây là thấy các tướng sơ địa đến tam địa. Người này nhiều nhân duyên, hay quỷ hay bán, nhiều gian nan. Người này phải nhất tâm tu sám hối tội lỗi, thường tinh tiến tu hành. Nếu chim bao thấy được kinh điển, thế tục và kinh pháp thanh văn, đây là thế tướng sơ địa. Thấy được kinh tương ưng với đàn na ba la mật, đây là thế tướng nhị địa. Thấy được kinh tương ưng với pháp đại thừa thập thâm, đây là thế tướng tam địa dẫn đến thất địa. Hoặc thấy chư thiên trao cho, hoặc thấy Bồ Tát trao cho, hoặc thấy Như Lai trao cho. Lại này kim cương tội, nếu chim bao nghe tiếng công đức của chánh pháp, đây là thấy các tướng của sơ địa đến lục địa. Người này hiện tiền được tổng trì, người này nghiệp chướng ít, ma nghiệp thêm thành. Người này phải bố thí pháp, chẳng tìm lỗi của người khác thì được thanh tịnh. Chim bao nghe phát ra tiếng hương Đà La Ni, đây là tướng sơ địa. Nghe văn tự Đà La Ni, đây là tướng nhị địa. Nghe thơ tả Đà La Ni, đây là tướng tam địa đến lục địa. Người này chẳng nên tham luyến ba cõi, phải siêng tu ở riêng một mình. Người này nghiệp chướng ít, ma nghiệp ít mà phiền não thêm thành. Phải nghe học nhiều pháp môn, phải tu thiền quán. Nếu tương ưng hữu giác hữu quán tam muội, đây là sơ trụ địa. Nếu tương ưng vô giác thiểu quán tam muội, đây là tam trụ địa. Nếu tương ưng vô giác vô quán tam muội, đây là tứ trụ địa. Tương ưng với phạm xứ không xứ tam muội, đây là ngũ trụ địa. Tương ưng với hiện nhất thân tam muội, đây là lục trụ địa. Tương ưng với đại thần thông tam muội, đây là thất trụ địa. Tương ưng với xuất sanh Phật trang nghiêm tam muội, đây là đệ bát trụ địa.
lại này kim cương tồi, nếu chiêm bao nghe tiếng kinh Đại Phương Quảng, đây là thấy tứ sơ địa đến lục địa, Bồ Tát này ít chứng mà chậm xu hướng đạo vô thượng. Bồ Tát này phải tu pháp tính giải, quyết định nhẫn, xin học hỏi tướng trì giới, tôn trọng các bậc sư trưởng, như vậy thì xu hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu chiêm bao nghe tiếng kinh Đàn Na Ba La Mật, đây là tướng sơ địa, nghe tiếng giới kinh, đây là tướng nhị địa, nghe tiếng nhẫn kinh, đây là tướng tam địa, nghe tiếng kinh tinh tiến, đây là tướng tứ địa, nghe tiếng kinh thiền kinh, đây là tướng ngũ địa, nghe tiếng kinh Bát Nhã Ba La Mật, đây là tướng lục địa. Trừ người chẳng siêng tu tập và người được Phật hộ trì thiện tâm thành tựu. Lại này kiến cương tồi, nếu chiêm bao nghe tiếng nói tên tỳ kheo thuyết pháp, đây là thế tướng sơ địa đến tứ địa, Bồ Tát này nhiều gian nan, nhiều nghi hối, ít trí huệ. Người này phải y chỉ thiện tri thức, phải tu tâm vô ngại, phải phương tiện khuyên tất cả chúng sanh tu tâm không nghi hối, vậy thì được thanh tịnh.